Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Nguyệt DA. Thì các bạn, anh em có đi tìm một quả kèo nào mà đất chất lượng và một chương trình non-pad cực kỳ ngon để cho mùa này không? Hôm nay chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là chất lượng, một dán cực kỳ ngon. Mà chắc chắn là anh em nhắc đến tên thôi, các bạn sẽ đều muốn tham gia vào dự án non-pad ngày hôm nay. Dự án non-pad sẽ diễn ra ở trên BitGet vào ngày mai. Và chúng ta sẽ bắt đầu tham gia một dự án gọi là cực khủng luôn ở trên nền tảng BitGet. Một dự án đã được các cộng đồng FOMO rất là mạnh. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu với anh em một dự án có tên là Halo. Với dự án Halo này là một dự án được phát triển bởi đội ngũ Lifeform. Và nghe đến Lifeform thì anh em biết rồi, Halo chúng ta làm quá nhiều rồi, anh em FOMO quá nhiều về những cái kèo bên Lifeform rồi. Và chắc chắn hiệu ứng FOMO của Lifeform sẽ giúp cho cái dự án Halo ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tham gia bên Nonpad ở BitGet sẽ có một cái nền tảng vững chắc, để lại có một cú bật nữa, biết đâu lại có một quả X200 nữa, biến 20 đô hay là 30 đô hoặc là 50 đô thành con số hàng ngàn đô như phiên hôm trước chúng ta đã cùng nhau tham gia với dự án BBO. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau dành lại một ít phút để các bạn tìm hiểu, cùng với mình tìm hiểu một chút về cái dự án Halo này anh em nhé. Thưa các bạn, giới thiệu rất nhanh thôi. Mình sẽ chia sẻ với anh em một cái dự án Halo này. Phải nói đúng là cái dự án Halo này thì trước tiên là được phát triển bởi bùn lũ Lifeform. Và Backer thì các bạn thấy thành phần có KuCoin, có Zcatter, rồi có Theo, rồi có Macarian, rồi K24 Venture và Magnet Venture. Và các bạn thử thấy là trước tiên chúng ta không cần quan tâm đến những cái backer khác, mà chỉ cần nghe nhìn thấy chữ Lifeform thôi, chúng ta đã biết đây là một dự án cực kỳ chất lượng luôn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không cần phải giới thiệu nhiều, không cần phải FOMO nhiều về cái dự án này nữa, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về với dự án Halo này. Thì các bạn, Halo cũng có một nền tảng các cái token NFT, và hiện tại thì anh em thấy là giá trung bình của con NFT của nó là 1,68 giá tường, và lệnh offer thì là 1,39 WETH. Và trong đó thì dự án này đã bán được 2040 ETH. Dự án này thậm chí còn hơn với cái dự án hôm trước anh em nhé. BBO hôm trước chưa tuổi gì. Đấy, BBO hôm trước chưa tuổi đi. Mà hôm nay cái dự án Halo này mới cho chúng ta thấy là thực sự đây là một cái con NFT, và nó bán được với giá cao, chất lượng, vốn to. Đấy, đây mới là thực sự một cái dự án NFT. Mà ta biết gần đây thì là trend NFT rất là mạnh. Qua các cái kèo Retroactic với dự án Blow, rồi chúng ta có các cái dự án khác nữa. Và chắc chắn rồi, với những cái dự án nào mà có tí NFT lại còn thêm tí Lifeform nữa thì anh em biết chất lượng như từng, chúng ta có lẽ là chất lượng, gọi là chất lượng trên từng hạt gạo luôn, đúng không em? Và đây chúng ta, nếu anh em cẩn thận thì đây mình cho anh em xem lệnh offer, thì chắc chắn là cái tường nó anh em đủ để cân nhắc rồi anh em thấy không? 6 phút trước này, 3 phút này, đây anh em thấy đây, có đến 5 offer luôn, đúng không ạ? Offer rất nhiều, vẫn còn rất là nhiều offer khác, offer giá thấp hơn rất nhiều thì vẫn có. Nhưng mà offer cao thì có đến 5, 6, 7, 8 offer luôn. Đó, và anh em thấy là cái dự án này cực kỳ chất lượng. Bây giờ NFT bán được thì hiển nhiên là cái giá token nó sẽ kéo thôi, đúng không ạ? Không có lý nào mà NFT bán được mà giá token lại không kéo, ngoài ra là hiệu ứng FOMO nữa. Đó. Ok đấy. Và ở đây thì nếu anh em cẩn thận, các bạn có thể tìm hiểu trên Twitter của dự án, hiện tại cũng đã có 63.700 người follow. Con số này là khiêm tốn thôi. Nhưng mà anh em để ý thấy ở trong đây cái danh sách follow thì có Lifeform đây. Lifeform là cái tên đình đám của tất cả những anh em mà cộng đồng chúng ta đang theo dõi. Rồi ở đây các bạn thấy là có OKS này, có Binance NFT này, đó, Element này, thấy chưa? Chessualand cũng một nền tảng bán NFT ở trên nền tảng DSC, đúng không ạ? Rồi một số các cái dự án NFT khác và một số nhân vật KOL khác cũng đã follow của dự án này. Và ta thể thấy ở trên Twitter của dự án cũng chia sẻ với chương trình non-pad và các cái thông tin xoay quanh. Đó, rồi, chất lượng rồi anh em, chất lượng rồi, không cần phải nói nhiều nữa, đúng không em? Và hôm trước thì cái dự án bên Lifeform cũng có một cái chương trình partner gì đấy với giải thưởng là 100.000 BUSD. Trong đây thì cũng có danh sách của cả Halo này. Đây, thấy Halo chưa? Anh em nhìn thấy là Halo chưa? Có Hốc này, Tap Fantasy, toàn những cái dự án lớn thôi, Raka, các ra củng, các thứ có cả trong đây luôn. Đó. Đấy thì anh em thấy là đây thực sự là một cái dự án của bên Lifeform luôn, anh em cũng rất là yên tâm rồi. Đấy.
Có lẽ là mình cũng không cần phải điểm nhiều về dự án này nữa. Bây giờ người ta sẽ quan tâm đến một chút về cái tổng cung của dự án này, mình cũng muốn chia sẻ với anh em. Với dự án này thì cái tổng cung của nó, tổng nguồn cung là 500 triệu token Halo. Giá IDO là 0,02, tương đương với cap IDO là 10 triệu. Cap này thì x10 là đơn giản thôi. Bởi vì một dự án này thì cái kiểu này thì mình nghĩ là dễ ESC x10 đúng không ạ? Dễ dàng x10. Nên cap 100M thì là đơn giản, nếu mà thị trường như thế này và giá Bit chả có cái gì thay đổi cả hoặc là tăng giá thì quá tuyệt vời luôn. Đó. Và cái mức giá 0,02 là một cái giá cực kỳ hợp lý với cái dự án này vì tiềm năng của dự án rất là lớn. Đó. Đấy. Ok. Đó là toàn bộ những cái thông tin mình muốn chia sẻ. Mình muốn chia sẻ rất là nhanh về cái dự án Halo này thôi, vì anh em nhìn thấy chữ Lifeform thì cũng đã thấy là cái điều tuyệt vời đến dự án này rồi. Và chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ đều quan tâm đến chương trình non-pass hôm nay chạy kiểu gì. Còn các bạn sẽ cùng với mình chúng ta đến với chương trình non-pass phiên hôm nay với dự án Halo trên nền tảng Bisket anh em nhé. Thưa các bạn, với chương trình non-pass của trên nền tảng Bisket thì hôm nay chúng ta sẽ tham gia với những cái thể lệ như sau. Với dự án này thì chúng ta có thể thấy là tên mã thì là Halo Worm với mã token Halo tổng cung anh em biết rồi, và tổng phân bổ cho Lampard là 2,5 triệu token. Đây là một cái tổng phân bổ rất là nhỏ đúng không ạ? Ở đây thì TGE cũng chỉ có 3% thôi đúng không ạ? TGE thì 3%, đây là con số khiêm tốn, rồi khóa 3 tháng phát hành vân vân, phát triển đến cái như vậy này. Với cái dự án này thì cũng không có nhiều có coi khi mà thời điểm đi sàn đâu, nên hoàn toàn dự án có thể promo được. Và đây chúng ta quan tâm nhất có lẽ là vé trúng, mà phiên trước thì anh em chỉ có 2.500 vé, nhưng phiên này đã tăng lên gấp 4 lần. Nên là chúng ta sẽ có 10.000 vé trúng, với mỗi vé là 250 token Halo. Và 250 token Halo thì nếu như cái dự án này nhé, chúng ta sẽ đưa ra một cái mức giá khả quan. Đúng không? Không chết được cái kèo là 100.000 token thì kéo lên được giá là 10 đô. Thì 500.000 token thì chúng ta chia ra thì cứ gọi là mình cứ tạm gọi là con này kéo được 2 đô đúng không ạ? 2 đô thì kèo này chắc không không có nhiều như lần trước nữa. Kèo này thì không được như lần trước. Họ phải nhìn nhận thực tế với nhau, dù có chia sẻ dự án một cách nào đấy, nhưng mà phải nhìn nhận một thực tế là nếu như dự án này kéo được tương đương gọi là kiểu như dạng 200x ngày xưa ấy, thì cái dự án cái này là kéo lên 100x, 100x thì cũng chỉ được khoảng 500 đô thôi đúng không ạ? Nếu mà kéo được 200 thì sẽ là được 1.000 đô cho vé đấy, tức là cái giá trị của vé trúng lần này sẽ bị giảm đi nhé. Vé trúng lần này sẽ giảm đi, nhưng mà thể lệ thì dễ hơn cho anh em đó. Thì cái này thì mình cũng phải chia sẻ một cái điều rất là thực tế với anh em. Rồi thời gian biểu Halo Non Pass thì ở đây anh em thấy là chúng ta sẽ hoàn thành một kỳ si thắp minh linh tính đăng ký trên trang Non Pass, chúng ta bốc thăm xổ số. Thì chúng ta sẽ có một cái thời gian từ 6 giờ tối ngày mai và kết thúc vào 6 giờ ngày 12 tháng 3, thì chúng ta sẽ là thời gian để các bạn ấn nút đăng ký những khi đấy. Hôm trước các bạn cũng nhìn thấy là chúng ta cần phải nút đăng ký. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái thời gian là chụp nhanh tài sản. Thời gian chụp nhanh tài sản thì sẽ là từ lúc 18 giờ 01 ngày 12 tháng 3 đến 18 giờ 01 ngày 3 tháng 3. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ chụp nhanh trong 2 ngày thôi. Anh chụp nhanh cho bao gồm tất cả các tài sản trong tài khoản Spot Future của bạn, bao gồm tài sản từ tài khoản Ion và Lonpo, ký quỹ và P2P. Trong thời gian này thì hệ thống sẽ hiển thị phần vé ước tính. Như vậy là trong cái khoảng thời gian đăng ký trước 18 giờ ngày 2 tháng 3 thì sẽ không có ảnh chụp nhanh, chỉ là thời gian đăng ký thôi. Còn ảnh chụp nhanh thì chỉ có chụp có 2 ngày thôi. Đấy, từ ngày 2 tháng 3 sang ngày 3 tháng 3. Chính xác là nó vừa tròn 1 ngày thôi anh em ạ. Đấy. Thì đây cũng là một cái thời gian chụp nhanh rất là ngắn, và chắc chắn là anh em cái thời gian chụp ngắn thì có lợi cho anh em rồi. Chả có hại gì cả đâu. Không có hại gì đúng không ạ? Mà đây là một thời gian chụp nhanh rất có lợi, và anh em chỉ cần hầu trong có 1 ngày thôi là anh em đã đủ điều kiện để các bạn tham gia chương trình rồi, như vậy là quá tuyệt vời rồi. Lối phân bổ vé thì sẽ là từ 18 giờ ngày 3 tháng 3 và kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 3. Mình làm tròn đấy. Kết quả vé thì công bố đúng vào lúc 19 giờ anh em nhé, và sau đó thì anh em sẽ đến trang Non Pass để kiểm tra vé trúng hay không. Và sau đó thì anh em sẽ có một thời gian quy đổi token trong 2 ngày. Khá là dài anh em nhỉ. Bán thì nhanh, chụp nhanh thì nhanh, mà quy đổi thì lại dài. Cái thời gian quy đổi này thực sự là quá dài để chúng ta phải cân nhắc mà thôi. Không sao, nó cũng vẫn là có lợi cho anh em đúng không ạ? Rồi sẽ kết thúc quy đổi vào ngày 5 tháng 3 lúc 18 giờ. Sau đó thì sẽ giao dịch Halo vào lúc 19 giờ anh em nhé, 19 giờ ngày 5 tháng 3. Như
Vậy là đầu tháng tới thì chúng ta sẽ rất là rộn ràng với chương trình non-tát này rồi. Đấy. Giai đoạn đăng ký thì anh em sẽ nút đăng ký, và trong giai đoạn chụp nhanh tài sản ở đây thì đây là cái số vé mà anh em có thể nhận được. Thì ở đây lần này thì nó sẽ không chụp nhanh BGB nữa, nên là anh em có ôm BGB thì cũng tắt một hơi đúng không ạ? Ok. Lần này thì nó sẽ chụp nhanh tất cả những cái tài sản chúng ta nắm giữ chỉ trong vòng 24 giờ, trong thời gian 24 giờ thôi, sẽ không có cơ hội cho anh em có thể tính trung bình ngày nữa. Đó. Mà đây thì chúng ta sẽ có nắm giữ số tiền từ 50 USDT đến 300 USDT để nhận một vé. Thì anh em có thể là cứ mỗi tài khoản được một vé, với 50 USDT là một kinh nghiệm mà anh em cũng chia sẻ nhỏ với anh em. Đối với đây thì anh em có thể thấy là khi anh em mà chúng ta hold cái lượng lớn hơn thì anh em sẽ được phân bổ vé nhiều hơn. Dĩ nhiên là cũng chẳng thể nào mà bằng được với cái lượng mà chúng ta cứ chia nhỏ tài khoản ra, tài sản là tài khoản là mỗi tài khoản một vé đúng không ạ? Còn ở đây thì có khi mà anh em hold từ lượng 3.000 USDT thì anh em sẽ nhận được tận tận là 10 vé, rồi nhiều hơn 10.000 USDT thì nhận 15 vé. Như vậy là nếu như anh em mà chúng ta có một cái phương án hợp lý nhất là anh em có 1.000 đô anh em hold thì nhận 5 vé là hợp lý nhất đúng không ạ? Hai tài sản, hai tài khoản thì đấy, đây là cái phương án mà chúng ta làm nhanh không phải cheat nhiều đúng không ạ? Còn nếu mà anh em mà ABC thì mình cũng chỉ có khuyên anh em thế này thôi. Đấy. Đó, ok. Rồi sau giai đoạn chụp nhanh tài sản thì sẽ là phân bổ vé các thứ thì anh em đã biết rồi. Phần đổi token thì xin lưu ý với anh em, ta sẽ dùng BGB để chúng ta quy đổi với giá trị tương đương. Thì nếu anh em kiểm tra có vé trúng thì anh em mua BGB thì cũng không muộn, vì anh em không cần phải hold BGB đâu. Đó, vì thế là anh em không cần phải mua BGB trước khi mà anh em biết được vé chúng ta trúng hay không. Chỉ khi vé chúng ta trúng thì các bạn mới cần phải mua BGB thôi nha, để chúng ta quy đổi. Đấy. Ok, nói chung là nó cũng rất là rõ ràng cho anh em rồi. Đấy, thì mình với cái dự án này chỉ khác một cái này không phải hold BGB thôi, và sẽ không có thời gian chụp nhanh trung bình thôi đúng không ạ? Đấy, chỉ có 24 giờ và anh em phải hold liên tục trong 24 giờ đấy. Đó. Thì ở đây giờ mình cũng giới thiệu lại với anh em cái giao diện non-pass. Trước tiên ở trên ứng dụng thì anh em sẽ nhìn thấy dòng chữ non-pass và có một cái logo quả tên lửa. Còn ở trên máy tính thì anh em sẽ như mình thôi. Chúng ta sẽ vào phần ơn và phí kéo phía dưới, đây có cái dòng chữ non-pass chúng ta ấn vào. Và đây dự án Halo thì đang hiển thị trước mắt của anh em đây. Hiện tại thì đang là trong thời gian sắp diễn ra, tức là chưa diễn ra. Thời gian này thì anh em hoàn toàn có thể đăng ký sớm tài khoản Bisget và hoàn thành một KYC xác minh danh tính để nó đúng đủ điều kiện. Cũng như là có một thời gian để các bạn chuẩn bị sẵn tài sản ít nhất là 50 đô để có thể tham gia vào những phiên compact ngày hôm nay. Phiên này thì không lo lỗ đấy anh em nhé, không bố con hôm nào bị lỗ nữa. Bởi vì chúng ta hold U cũng được, chứ không phải hold BGB nữa hay là hold cái gì nữa. Đấy, anh em thích hold gì hold miễn sao mà đáp ứng đủ tài sản là được. Đấy, phiên này thì không ông nào được kêu lỗ nhé, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái dự án non-pass với Halo này. Thể lệ tham gia non-pass thì anh em có thể theo dõi lại cái video hôm trước của mình cũng đã chia sẻ, và cách quy đổi vé cũng đã có sẵn luôn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.